Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ khui cái hộp này là cua ngâm tương. Và mình sẽ cùng với tất cả mọi người cùng ăn cái món cua ngâm tương nha các bạn. Mình sẽ lấy cái này bỏ ra và trộn nha mọi người. Thì hôm qua mình có đem ra mình thử rồi à, ăn rất là vừa ăn các bạn. Đây, bây giờ đây cua. Rồi con cua này các bạn. Đó, rồi ok, mình sẽ tách nó ra nha. Wow. Gạch nè các bạn. Nhìn ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ôi thịt nữa các bạn. Mình nếm thử miếng nè. Ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ mình tách đại đi ha. Tách ít ít thôi. Cái này mình để hơi lâu rồi, nó muốn trôi thịt hết rồi. Ok, bây giờ mình múc mấy con này ra. Cái hũ này á là mình ngâm với dưa leo. Mọi người thì ăn với cái này mình sợ mình ngâm hơi lâu chứ thật sự cái này làm ăn còn 2 ngày trước là được, 2 ngày hoặc tuần trước là ok. Các bạn nhìn thịt nè các bạn. Trời ơi. Ngon quá. Ok, bây giờ mình sẽ vớt cái này bỏ qua đây. Mình vớt hết tất cả cái đồ cái này gọi là gì, đồ la ghim hả. Bỏ vô đây, nó hơi mặn á, chắc mình sẽ nêm chút xíu đường vô. Rồi xong, mình hết, mình vớt hết cái đồ trong đây ra rồi. Ok, bỏ vào đây. Trời, rớt cái muỗng vào đây. Rồi cái này mình thấy nó hơi mặn cho nên mình sẽ nêm chút xíu đường. 2 muỗng đường nha các bạn. Rồi. Rồi. Xíu ớt nữa. Nhiều người chút xíu ớt nha. Rồi trộn lên. Trộn giống như trộn ba khía vậy mà.
Trời ơi, nhìn thèm quá. Trời ơi, trộn mà chảy nước miếng luôn các bạn ơi. Ngon quá. Thử một cái càng trước cái đó. Mình để hơi lâu nó muốn bán thịt rồi các bạn. Nó chảy nước đó chưa. Nhưng mà ngon. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ok, xin chào cả nhà nha. Rồi, bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng ăn cái cua ngâm tương với mình nha các bạn. Rồi, trước tiên mình lấy cái mai cua trộn với cơm. Trời ơi, nhìn thèm quá các bạn ơi. Nhìn là chảy nước miếng, chịu không nổi mọi người. Trộn nè. Giật giật ngon quá. Giật ngon quá các bạn ơi. Bỏ vô trộn tiếp. Quá ngon. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái phần mười phao khoai lang phai mình làm gì, cái mười phao khoai lang phai. Ngon quá các bạn ơi, mời các bạn nha. Cái này mình để nó hơi lâu á, cái nó bị trôi thịt đúng không bạn. Đây mời các bạn ăn đi. Quá ngon. Nó là ná như ăn bạc khí vậy các bạn. Nó gần giống như ăn bạc khí vậy mọi người. Thịt. Nó vẫn còn thịt mọi người. À, mình quên nói với tất cả mọi người nữa. Cái, nếu như nhiều người sẽ thắc mắc là cua ngâm như vậy có bị tanh hay không thì mình xin thưa với tất cả mọi người là không hề tanh nha các bạn. Ăn rất là ngon và nó giống như là bát khía vậy đó mọi người. Và cái thịt của nó thì mềm và nó lạt hơn bát khía nhiều. Chợ các bạn. Rất là ngon. Bây giờ mình ăn thử miếng dưa leo. Dưa leo ngâm chung. Bạn nghe không? Nó giòn. Ngon thôi bạn. Ngon quá. Tuyệt vời. Cái tỏi không?
là đổ được rồi nè, ngày mai nó đổ. Mai nó đổ thì sao? Mình muốn nó còn cay á, cho nên mình để nó sống. Ở phía ngoài đó là coi bữa mình không có nấu. Mình phải ăn đấy hả? À, sau khi mà mình quay video này xong á thì mình có lên mạng mình tìm hiểu cái cách của họ ăn như thế nào các bạn. Tại vì cái này mình ăn theo cái kiểu là giống như ba khía vậy đó mọi người. Cho nên á mình phát hiện ra được là khi mà mình ăn cái này, mình ăn chung với kim chi nó sẽ ngon hơn. Và mình ăn chung với rong biển trộn với mè á là nó sẽ có vị thơm hơn. Và chắc có lẽ là lần sau mình sẽ ăn thử với cái kiểu ăn là ăn chung với kim chi và mè, tương mè đen, mè và rong biển nha mọi người. Mình nghĩ là cái kim chi nó có cái hậu chua và ăn chung với cái cua này nó có vị mặn mặn thì nó sẽ kéo bớt lại cái vị mặn của cua các bạn. Thì có lẽ nó sẽ ngon hơn. Ngày hôm nay mình ăn thì nó hơi bị mặn. Chắc tối nay mình sẽ uống nước khá là nhiều đây. Em lên thôi ăn đi chị Long. Hả? Lê á. Bỏ hai lúc trái luôn anh. Ăn thử cái táo. Cái táo nó hơi bị mềm. Hai hộp mà ăn hết rồi hả? Hết rồi, còn một chút xíu rồi. Rồi ăn ít lại, đường của chú cao quá. Đường cao quá. Mày biết rồi, lâu lâu không ăn một lần chứ đâu có ăn hoài. Yeah, ăn ít lại nhau. Đường cao quá đó. Rồi, con đi. Tối mua cho chú. Mua gì chị Lâm? Chú gửi mua shop với lại mua bánh. Bánh gì nữa không? Shop với bánh mua gì nữa không? Nữa mua cá hộp rồi. Các bạn biết không, cái lúc mà mình ăn tới cái phần càng cua á, mình cảm giác nó hơi ớn ớn. Tại vì cái phần càng cua nó thịt nó nhiều quá các bạn. Mà nó không có thấm vô á. Cho nên khi mình ăn nó mình có cảm giác hơi ớn ớn các bạn. Nó mềm mềm. À, ba đi. Ăn thịt như ba khía không ạ? Không khác gì chứ. Nút chạy. Nút chạy thịt chuột chuột luôn. Cái này phải trộn đường nhiều. Mặn. Mặn các bạn ơi, mặn lắm. Ăn kiểu này lên máu luôn. Mặn kinh khủng. Có dưa leo ngon mà cũng mặn luôn. Bà khía rồi bạn hả? Nút cái nó chạy kìa. Cái càng. Cái bà khía là người ta chỉ ướp muối thôi các bạn. Anh ta chỉ ướp muối thôi. Còn này mình ướp tương. Nước tương. Ba khía là ta bắt lên ta ướp muối trong vòng 7 ngày là ăn rồi. Đừng để rồi.
mình nghĩ là nếu ai chưa từng ăn thử cái món này thì cũng nên làm thử ăn một lần đi mọi người. Mà cái món này lúc đầu mình làm á, mình có làm một video, nếu như các bạn muốn biết cái công thức làm của mình á thì các bạn có thể trở về cái trang cá nhân của mình và đi kéo xuống phía dưới và tìm lại cái cách cua ngâm tương của mình ha. Và cái cách cua ngâm tương của mình như vậy á, thì khi mà các bạn làm á, mình nghĩ là các bạn tách cái phần cua ra và các bạn trộn thêm đường với muối giống như mình trộn ba khía gì đó thì nó sẽ ngon hơn. Khi là mình ăn không giống như mình vậy, ăn không giống như mình thì nó mặn quá các bạn ơi. Cái càng này không thấm, không ngon. Ăn cái mai cua tiếp, ăn mai cua. Hết cơm rồi các bạn. Tỏi, tỏi nó cay. Tỏi nó cay xe luôn các bạn. Chứ không đơn giản nha, tỏi cay lắm. Rồi, tính ra mình ăn cũng gần hết rồi bạn. Còn có nửa con nữa. Nhưng mà ăn nó không có ngon mà bà khía các bạn ơi. Thực sự mà nói là đối với mình là nó không ngon mà bà khía. Cái vị của nó lạ. Cái thịt á, thịt cua đó, nó hơi lạ. Nhưng mà ăn á thì nó đã mặn. Trôi thịt hết rồi. Cái con này nó bị trôi thịt hết rồi. Ăn miếng dưa leo nó nghỉ các bạn. Thích nhất cái phần dưa leo. Nó giòn. Xong. Hết luôn rồi các bạn ơi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video mình ngày hôm nay nha. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Bye.